gì sao? Phật Bồ Tát không thể chuyển nghiệp báo của chúng sanh. Ở trên kinh Phật thường nói tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Phật nói với chúng ta cái đạo lý nhân quả báo ứng, chân tướng sự thật của nhân quả báo ứng. Tất cả chúng sanh tự mình tạo nghiệp thì vẫn là phải tự mình thọ báo. Phật Bồ Tát không có cách nào thay chúng ta nhận quả báo. Phật Bồ Tát chỉ có chỉ dạy chúng ta, bảo chúng ta cách tu học như thế nào, cách tiêu nghiệp chướng như thế nào, làm sao chuyển biến quả báo của chúng ta. Các ngài chỉ có thể làm đến chỗ này. Tất cả những kinh điển đã nói trong 49 năm, không cái nào không lấy việc này làm trọng điểm. Chỉ cần bản thân chúng ta hiểu rõ, giác ngộ rồi, dừng việc tạo ác nghiệp, chăm chỉ nỗ lực, tăng cường tu thiện nghiệp, thì quả báo liền chuyển. Chúng ta tại vì sao phải như vậy? Được sự chỉ dạy của Phật Bồ Tát. Nếu không phải Phật Bồ Tát dạy bảo, làm sao chúng ta chuyển được chứ? Đây là ân đức không thể nghĩ bàn của chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta. Chúng ta cuối cùng phải hiểu. Chỉ có hiểu rõ mới có tâm báo ân. Biết ân thì mới có báo ân. Không hiểu được cái ân đức này thì chúng ta không thể sanh khởi cái ý niệm báo ân. Phải báo ân như thế nào? Đó là Phật ở trên kinh thường hay nhắc nhở chúng ta: thọ trì độc tụng, vì người diễn thuyết. Như vậy mới có thể báo ân Phật. Như vậy mới có thể báo cái ân dưỡng dục của cha mẹ, báo cái ân bảo hộ của đất nước, báo cái ân hỗ trợ của chúng sanh. Báo cái ân dạy bảo của Phật Bồ Tát và sư trưởng, trên đền bốn ân nặng. Quả nhiên có thể báo ân, nhất định là dưới cứu ba đường khổ. Một sự việc mà làm tốt thì lợi ích vô lượng vô biên. Chúng ta không thể không biết cái đạo lý này. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.